Sau khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống RO, hôm nay chúng tôi tiếp tục triển khai lắp đặt bộ lọc thô gồm 3 cột lọc. Cột thứ nhất lọc thô, cột thứ hai khử mùi dùng than hoạt tính, và cột thứ ba là mềm bằng hạt nhựa, có thùng muối đi kèm, thùng muối để hoàn nguyên hạt nhựa. Ba cột lọc thô này chúng tôi sử dụng van tự động, van nhập khẩu Mỹ của hãng Clark. Qua ba cột lọc thô, chúng ta sẽ gắn van điện từ. Đây, van điện từ 220V. Van điện từ này để đóng ngắt khi hệ thống ngừng hoạt động. Tất cả hệ thống RO, trước khi qua hệ thống RO, chúng ta đều lắp hệ thống lọc thô. Lọc thô để lọc tạp chất, khử TDS, loại bỏ cặn bẩn, thì đưa qua hệ thống RO nó mới đảm bảo chất lượng. Trước khi qua lọc thô, chúng ta dùng bơm. Bơm này bơm ly tâm trục ngang 1 HP. Bơm này của hãng Ebara luôn. Bơm hút từ bồn chứa nước cấp, hút nước được bơm áp lực qua 3 cột lọc, áp lực trên dưới 2-3, tương đương 20 m nước. Thì để qua hệ thống lọc thô này, chúng ta có gắn van hồi lưu để điều chỉnh áp lực thông qua đồng hồ áp. Đồng hồ áp hiển thị 73. Đây, trên đồng hồ có ghi. Dựa vào đồng hồ áp này, chúng ta biết được áp lực của bơm trước khi qua cột lọc. Và đây là thiết bị áp suất công tắc, đóng ngắt khi nước đủ áp hoặc không đủ áp. Phía trước bơm, chúng ta sẽ gắn một cái y lọc. Bên đây có y lọc. Y lọc này y 42 để lọc bỏ cặn bẩn trước khi qua bơm. Đường ống chúng ta sử dụng ống 34. Ngoài ra chúng ta cũng gắn thêm rắc co 34 để đóng mở, tháo, bảo trì bơm sau này. Chúng ta gắn 2 rắc co trước bơm và sau bơm. Và chúng ta gắn thêm một van một chiều. Van một chiều này chỉ cho nước đi qua mà không cho nước đi ngược trở lại. Trên van một chiều có chiều mũi tên. Hệ thống van điều khiển tự động. Nước cấp vào và nước đi ra lại. Hệ thống van này hoàn toàn tự động, xúc xả tự động, chúng ta cài đặt trên van. Ở những video trước, chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn cách sử dụng van tự động. Các bạn có thể truy cập vào kênh để tìm xem. Cách đấu nối, chúng ta có thể đấu nối thông qua tủ điện hoặc đấu nối đóng ngắt theo phao. Trên van tự động này có một đường xả. Đường xả này đường ống 27, chúng ta dẫn đến vị trí xả bỏ. Đây, mỗi van chúng ta câu vào một đường ống 27 chia T. Sau này xuống vị trí công trình, chúng tôi sẽ dẫn đến vị trí thải bỏ. Còn đây là đường ống nước sạch đi qua van điện từ 220V. Tất cả nguồn điện từ van điện từ và van tự động, chúng ta sẽ dẫn điện về tủ điện để đấu nối.
điều khiển theo ý muốn. Thùng muối này là thể tích 100 lít. Sau này đến công trình, chúng tôi sẽ kết nối đường ống và cho muối vào buồng muối luôn. Cái đường kính cột lọc này là 250, chiều cao 1m4. Thì cột lọc này trên thị trường không có, chúng tôi phải đặt hàng, đặt trước từ 7 ngày tới 10 ngày. Dùng inox SS304. Các bạn có thể đặt hàng dùng inox cho nó đảm bảo. Lẽ ra đối với hệ thống 1000 lít thì chúng ta sử dụng cột lọc với thể tích lớn hơn. Nhưng ở đây hệ thống đã lọc thô trước, lọc giảm TDS qua một lần trước khi qua hệ thống cột lọc này, nên chúng ta chỉ gắn cột nhỏ thôi. Còn đúng thực chất, nếu chưa lọc thô thì chúng ta gắn cột lọc này với đường kính lớn hơn, từ 350 tới 400 mm, và chiều cao từ 1m4 đến 1m6 thì mới đủ lưu lượng cấp cho hệ thống RO. Nếu chúng ta sử dụng cột nhỏ, vật liệu lọc không đủ thì chất lượng nước không đảm bảo, do đó cần tính toán thiết kế đúng phù hợp thì bảo vệ màng, sử dụng tuổi thọ màng được cao hơn. Khung thì chúng tôi sử dụng khung inox luôn. Inox này với kích thước là vuông 3 cm. Độ dày của khung này là 1.2 mm. Ở giữa chúng ta làm tăng đơ. Đây vị trí này, chúng ta có thể điều chỉnh ở phía giữa. Khi bề mặt nó bị gồ ghề. Ngoài ra chúng ta cũng lưu ý là gắn đai vào cột. Đây, trên thanh sắt phía sau chúng ta khoan lỗ, gắn đai cột lại giữ cho cột cố định. Ở phía dưới chúng ta cũng gắn đai cột. Do ở đây chúng tôi mới gắn vào đường ống nên chưa gắn vị trí cố định. Sau này xuống công trình chúng tôi sẽ gắn cố định ở phía trên và phía dưới, phía trên phía dưới, để cột không bị di chuyển. Vật liệu lọc cho ba cột này các bạn có thể tính toán tùy theo nguồn nước. Thì ở những video trước chúng tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn cách đổ các loại vật liệu lọc, các bạn có thể truy cập vào kênh để tìm xem. Cột thứ nhất chúng ta dùng sỏi cát mangan, cột thứ hai dùng sỏi cát than hoạt tính, và cột thứ ba dùng hạt nhựa làm mềm. Thì tùy theo tỷ trọng của từng loại vật liệu chúng ta chia ra và tính thể tích, đổi ra trọng lượng. Ngoài ra trong quá trình xem video, bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các bạn. Ở video sau khi đi lắp đặt công trình, chúng tôi sẽ dành thời gian quay video một số video khác chi tiết về phần kỹ thuật để các bạn nắm và dễ hình dung hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để theo dõi những video đó. Ở trên các van tự động chúng ta có các nút điều khiển hết. Thì những bộ van tự động này đều có sách hướng dẫn sử dụng. Bạn nào cần sách hướng dẫn sử dụng thì cứ để lại bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho các bạn. Có thể là gửi file mềm hoặc là liên hệ Zalo cho tôi để nhận được cái file hướng dẫn đó. Ngoài ra công ty chúng tôi có nhận lắp đặt các hệ thống xử lý nước, hệ thống lọc nước thô đầu nguồn, lắp đặt tận nơi. Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống lọc nước thì cứ liên hệ số hotline để nhận được hỗ trợ, cũng như
tư vấn cho từng nguồn nước. Chúng tôi có buôn bán thiết bị lọc nước, cung cấp linh kiện xử lý nước. Quý khách hàng có nhu cầu mua về tự lắp hoặc nhập về phân phối lại thì để lại số điện thoại hoặc liên hệ số hotline để nhận được chính sách giá tốt. Mọi người có ý tưởng gì đóng góp thì cứ để lại bình luận, chúng tôi sẽ cải thiện ở những video sau. Xin cảm ơn đóng góp ý kiến của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.